Thì mọi thì anh em mình ông này gọi đến bắt con chăn thì mình có rất là nhiều mà có thể mình có ở đây nhá, mình có cùng ở đây thì mình bắt thì bây giờ mình sẽ vào mình nấu thì món ăn phần nhá. Thì cái con này là tôi bắt cầm đuôi nên là tôi sẽ làm khúc đuôi phải tôi nấu. Cái hai ông này thì cầm đầu và ông cầm đầu khúc giữa này chia nhau nhá. Thế nói chung là thằng nào cầm khúc nào ăn khúc đấy đúng không? Đấy anh em mình vừa dọn củi về nhưng mà các bạn ạ, gặp ngay con chăn này phải nhờ anh người tới cứu hộ, toát hết mồ hôi rồi này. Thế thôi có lẽ video của anh em mình kết thúc đây nhá. Mọi người thấy anh ủng hộ cho Nghĩa Vệ Sinh nhá. Chào tất cả mọi người nhá.